Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quyện Cần Đức cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Trước đó, ngày 11 tháng 5 năm 2024, Công an Quyện Cần Đức tiếp nhận thông tin anh Võ Hoài An, ngụ ấp nhà dài xã Tân Lân, Quyện Cần Đức, nghi bị đánh dẫn đến tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Công an huyện Cần Đức phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Long An truy xét nhanh mời làm việc các đối tượng gồm võ không sư, đăng ký thường trú phường 16 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, Lê Tuấn Quốc sinh năm 1989, đăng ký thường trú ấp Tân Mỹ xã Mỹ Lệ huyện Cần Đức, Nguyễn Thành Trung, đăng ký thường trú ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đức, Nguyễn Quang Thuận, đăng ký thường trú ấp 1, xã Long Định, huyện Cần Đức. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận, vào khoảng 23 giờ ngày 9 tháng 5 năm 2024, trong lúc đi ăn hủ tiếu đêm tại ấp Long Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đức, thì các đối tượng sẽ ra mâu thuẫn với anh An, cha đã dùng tay chân đá đánh vào người và đầu của anh An. Đến 7 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2024, anh An được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện cho rảy, sau đó tử vong do bị tổn thương não.